trời. Con anh ra đi mang theo ngập ngùi, cánh đồng mới tổ quốc không gian, trong núi thân thương mát ngát tình người. Hương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ lòng tâm có phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Dù đường bay xưa cho mùa kinh hoàng, yêu không có một trời thân yêu anh bay xa mãi. Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính chào quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 29 tháng 7 năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Thao Thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô. Dạ vâng à, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ? Thôi à, tôi khỏe và tôi vui, tôi cười. Thì cô biết là chúng ta sẽ có một cái chương trình rất là đặc biệt ngày hôm nay, thưa cô. Cách đây 1-2-3 tuần, tôi thưa với toàn thể quý thính giả trên toàn cầu là chúng ta chỉ còn 5 tháng nữa là đón năm mới mà. Chúng ta đang thực hiện chương trình cuối cùng của tháng 7. Như vậy có nghĩa là chỉ còn 4 tháng nữa là chúng ta sẽ đón năm 2024, thưa cô Nam Phương. Nhưng thực sự bên ngoài trời cả tuần nay trời nóng 100 độ. Và nếu nhìn forecast như cô nói, tiên đoán thời tiết cho tàu chạy ven mương như cô nói, thì tuần tới cũng sẽ có cả 100 độ cả tuần. Nhưng mà chắc chắn có một điều là sức mạnh và sức nóng của mặt trời cung cấp năng lượng cho tất cả các sinh vật đã sinh sống trên trái đất này, thưa cô. Trong đó có tôi, có cô. Nó làm tăng mức vitamin D của chúng ta và giúp chúng ta duy trì nhịp sinh học thích hợp, và tiết ra một dung dịch để điều hành tất cả các bộ phận, ngay cả bộ phận quan trọng nhất là bộ phận tiêu hóa cho con người mình. Ngoài trời có nóng như tôi nói hàng trăm độ Fahrenheit, dịch ra thì khoảng chừng 36-37 độ C. Nhưng chắc chắn không nóng bằng cái nóng của Hà Nội và cái nóng của những ngày dịch Covid năm 2000 tính cho tới ngày hôm nay. Khi nạn dịch Covid đang diễn ra thì cũng là lúc những người gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Cộng sản ngang nhiên và công khai lộ rõ bộ mặt cháo trở vô nhân đạo của họ qua cái gọi là chuyến bay giải cứu. Và cách đây một vài ngày, ngày hôm qua, ngày thứ sáu, chuyện chuyến bay giải cứu, một chuyện rất là đặc biệt trên cả hành tinh trái đất này, cả mọi người trên thế giới đều theo dõi. Và cũng vì trên thế giới được theo dõi, trong đó có chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM cũng như tất cả các diễn đàn tiếng nói Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa đều theo dõi cả, và người khách mời của ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Thưa thưa anh Nguyễn Vũ Bình, nghe được tôi ạ? Vâng, xin kính chào quý khán thính giả của Từ Cánh Đồng Mây. Xin kính chào anh Phan Đình Minh. Tôi Nguyễn Vũ Bình hiện đang ở Hà Nội, rất là vui được tham gia chương trình. Hà Nội có nhiều chuyện vui lắm không? Nhưng mà thứ nhất tôi hỏi ông, thời tiết bên tôi đã là thì nóng lắm, chắc là không nóng bằng Hà Nội đâu. Thời tiết Hà Nội thế nào thưa ông? Hà Nội thì mới qua 3-4 ngày rất là nóng rồi. Hôm nay thì ở các nơi khác ở Hà Nội đã mưa rồi, nhưng mà ở chỗ khu vực tôi, Hà Nội Kinh vẫn chưa thấy mưa.
Thì cho nên là cái nóng nó vẫn đang tồn tại, nhưng mà nó cũng có giảm lên một chút. Rồi cái mưa xung quanh thì nó làm cho cái nhiệt độ nóng bớt một chút. Câu trả lời của ông về thời tiết và giọng nói của ông về sức khỏe, nhưng mà tôi vẫn hỏi nhà báo Nguyễn Vũ Bình, tình trạng sức khỏe tôi tốt, giờ rằng tôi có lớn tuổi hơn ông nhưng mà sức khỏe tôi báo cáo với ông báo cáo với thủ trưởng Vũ Bình là sức khỏe tốt. Sức khỏe thế nào thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Dạ cảm ơn anh, thì sức khỏe thì cũng tạm tạm đấy ạ, nói chung bây giờ cũng có tuổi rồi đấy, cũng chết rồi, dạng gần 60 nhưng mà có tuổi đấy ạ. Đó chưa, trước khi chúng ta nói cũng không đòi hỏi được nhiều. À không, chúng ta không có việc đòi hỏi thưa ông. À, điều gì thượng đế ban cho, dạ. Điều thứ nhất, điều thứ hai đó là cái gì nó thuộc về ông thì nó sẽ thuộc về ông thưa nhà báo Nguyễn Văn Bình. Và những cái gì nó thuộc về những cái công việc mà hỏi về tin tức, chúng tôi phải nói chuyện với một nhà báo như ông có kinh nghiệm lắm, nhất là người đồng không phải đồng nghiệp thì chắc chắn rồi, nhưng mà người sếp của ông ngày xưa là ông Đầu Bạc Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà tôi hỏi thăm là ông cách đây một thời gian có một cái hội tôi rất là quý mến, những chương trình gây quỹ của Cây Mùa Xuân, chúng tôi đều giúp cái hội bầu bí trung thân có những bữa tiệc anh em sum họp với nhau. Có một người thành viên mới, hội viên mơ hội viên cũ nhưng mà mới được từ nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn. Có bao nhiêu người thành viên của hội bầu bí thương thân đang ở trong nhà tù bây giờ thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Hội bầu bí thì là một cái hội nhỏ thôi, hiện tại là có anh Tư Dũng, anh Trần Thị, vâng. Đấy, hội bầu bí thì có thêm mấy người nữa thì có hai, bây giờ tôi mới nhớ ra được hai anh thôi, mà chắc là chỉ có hai thôi, bởi vì hội bầu bí chỉ khoảng độ 7-8 người thôi. Đấy. Ông chủ hội bầu bí nhà văn Nguyễn Trường Thụy vẫn còn đang trong tù, và ông ta bị tù 10 năm phải không thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Dạ 11 năm ạ, 11 năm. Wow. Còn bao nhiêu năm nữa không? Anh ấy từ mới được 3 năm. Tám năm nữa còn lâu đấy. Vâng. Không biết là nó có tài sớm gì đâu không. Ngày xưa Nguyễn Vũ Bình đi tù mấy năm thưa nhà báo? Anh hỏi em đi tù bao nhiêu năm ạ? Dạ vâng ạ. Em án 17 năm, nhưng mà em ở 4 năm 9 tháng. Sau đó là cái vụ ông Nguyễn Minh Chiết sang Mỹ, em được trả tự do. Ông được trả tự do trước 2 năm. Trước 2 năm. 2 năm 3 tháng. Dạ, trước 2 năm 3 tháng. Tôi cũng chúc mừng cho ông như vậy, cũng như là tôi chúc mừng cách đây một tuần hay tuần gì đó, kỹ sư Lê Anh Hùng đi ra lại với anh em, đi ra lại với hội bầu bí, đi ra lại với mẹ già. Ông đã gặp, ông thấy kỹ sư Anh Hùng như thế nào thưa ông? Về trí tuệ đầu óc vẫn là minh bắn bình thường, nhưng mà người có gầy là đen, người có gầy là đen, và tất nhiên là 5 năm thì ở trong môi trường ấy thì có vẻ là già hơn rồi, tóc sẽ điểm bạc. Tôi nhìn những cái hình ông có báo cho Lê Anh Hùng biết là nếu mà Lê Anh Hùng và tôi đi em sang sông thế đứng bên một người đàn bà rất là xinh xắn, dĩ nhiên trong cuộc đời cũng như tôi như ông vậy, một mình không sống được, nhưng mà có hai người thì tốt hơn. Tôi hứa là tôi như lần trước tôi hứa với đại úy Nguyễn Hữu Cầu là tôi sẽ trả tiền bia cho cái đám cưới đó, và tôi hứa với ông là ông nói cái xin Anh Hùng là tôi cũng sẽ hứa là tôi trả tiền bia cho đám cưới của Lê Anh Hùng. Có một cái điều chắc chắn ông cứ nói với Lê Anh Hùng như vậy đi, tại vì tôi biết cô vợ cũ của Lê Anh Hùng và cô bạn của cô vợ cũ của Phương Anh là đã bị Hoàng Trung Hải giết chết. Điều đó là chắc chắn 100% chính Lê Anh Hùng và chính cô vợ đã xác nhận như vậy. Thì cái chuyện mà đi sang một bước nữa với người đàn ông 50 tuổi như Lê Anh Hùng là một điều nên làm. Và thứ hai nữa là cũng phải nên rẻ miệng một chút. tôi nói với ông, tôi cũng gọi rẻ miệng những cái chuyện gì tôi nói là ông có thể nói được, nhưng mà cái chuyện nó có thể nói được ấy, tức là cách đây ngày hôm qua và cái chuyện nó xảy ra cách đây 1-2-3 năm rồi.
chuyện là chuyến bay giải cứu của nhà nước Việt Nam đối với những người đồng bào Việt Nam thân mến của ông, thân mến của tôi phải đi về nước lại. Có cái điều gì cần nhắc lại trước khi chúng ta vào chi tiết về chuyến bay giải cứu thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Vâng, đầu tiên chuyến bay giải cứu là cái vụ án của chuyến bay giải cứu thì như anh Phan Đình Vinh như quý khán giả đều biết là nó là một cái vụ án rất là lớn và gây sốc toàn diện về mọi mặt, nên là nó là được cái sự chú ý quan tâm của người dân cũng như là cộng đồng mạng rất là nhiều. Và khi vụ án đã xử và đã qua thì mới tuyên án chiều hôm qua thì đã có rất là nhiều những cái nhận xét bình luận rồi phẫn nộ rồi từ các thứ, và nói chung là đó là một cái vụ án đáng để phải phân tích bình luận trong cái thời điểm hiện nay. Trước vụ án chuyến bay giải cứu, trước vụ án xảy ra cách đây nói cho nó 2 tuần đi cho nó chắn cho nó dễ nói, thì có cái vụ án của cái ông nào đó ông bán mấy cái que qua ngoáy mũi rồi nghe đâu có cả, nghe đâu thôi nhưng mà chắc chắn có cả bà vợ của ông chủ tịch nhà nước dính vào. Tại sao cái vụ án nó không được đưa ra xử mà chỉ đưa những người đó đi tù, và vụ án chuyến bay giải cứu lại đưa ra xử, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Không, đó là vụ án Việt Á mà chưa xử đây. Ồ, chưa xử. Chứ không phải là không xử. Dạ. Chưa xử. Vụ án thì chắc chắn là lớn hơn, mà tính chất của nó còn xử tiếp hơn vụ này. Tôi không biết là chắc chắn là lớn hơn, nhưng mà nó dính đến nhiều quan lớn quá. Không biết là những người quan, có nhiều người ta dùng cái chữ là cẩu quan, đám quan như loài chó má. Họ có dám đưa ra xử hay không? Là vì cho đến bây giờ ông viên chức không phải là ông, viên chức Nguyễn Xuân Phúc đi tới đi lui đưa con, những viên chức khác lớn, nếu mà nhắc đến vụ án Việt Á, mình nhắc đến vụ án chuyến bay giải cứu thì phải nhắc đến Võ Đức Đam, Vũ Đức Đam gì đó và Phạm Bình Minh, cả hai tay này đều dính líu vào đến cái chuyện này cả. Nhưng tại sao những cái tay lớn như vậy không ai đề cập đến, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Theo suy đoán của tôi đấy, thì tức là những cái ông này á là có hứng nhíu, nhưng mà chắc là cái quan chức ở dưới đấy họ chỉ đưa cái tính chất là quả cáp thôi, vì ông ấy không tham gia trực tiếp vào cái đường dây, theo suy nghĩ của tôi như vậy. Thế nên là nó có hứng nhíu là anh cũng có nhận quà nhận khác, nhưng bởi vì anh không là người trực tiếp, cho nên là cái kia là họ chỉ quả cáp vào thôi, tính chất vậy thôi, cho nên là mới không bị bắt và mới không bị mất chức. Thì nếu ông tham gia trực tiếp vào thì tôi nghĩ là cũng không thoát được. Bởi vì cái vụ mà đến cận chủ tịch nước cái mất chức mà, cho nên là anh phó thủ tướng các cái làm sao mà anh không mất chức được. Nếu mà anh đi tham gia trực tiếp, còn những ông như anh vừa nói với Đức Đam với cả Phạm Gia Khiêm thì theo tôi nghĩ là ông là không trực tiếp, ông này chỉ là gián tiếp để cho cái cấp dưới làm hàng, hoặc là không biết, hoặc là biết khi mà vì cái cấp trên nó cao hơn nên là lờ đi đó. Thì sao tôi nghĩ là như vậy? Ông nghĩ là một chuyện nhưng mà luật pháp đâu. Nếu ông nói vậy thì tôi đưa cái điều căn bản ông học, tôi học đó là nhưng mà tức là ông cũng đã chịu trách nhiệm, ông đã chịu trách nhiệm về phần cán bộ cấp dưới rồi. Dạ. Thì đã từ chức rồi, thì đấy cũng là một cái phần trách nhiệm rồi. Thưa nhà báo, trên vấn đề làm báo của ông, và tôi cũng đang làm truyền thông với ông. Ông định nghĩa thế nào là quả cáp, thế nào là tham nhũng, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Tham nhũng thì là lợi dụng các chức vụ quyền hạn để coi như là trục lợi. Thế nhưng mà tôi muốn phân biệt một chút vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu cũng như là những vụ tham nhũng thông thường. Vụ Việt Á nó khác hẳn với cả chuyến bay giải cứu, và nó khác hẳn với cả các cái vụ tham nhũng thông thường. Vụ Việt Á là có tính chất là lưỡng đoạn nhà nước, còn những cái vụ khác là tham nhũng thông thường. Thì phân biệt nó ở cái việc như thế này, là các vụ án tham nhũng và chuyến bay giải cứu thì là họ lợi dụng các chính sách có sẵn để trục lợi. Nhưng Việt Á lưỡng đoạn nhà nước thì họ tạo ra chính sách để trục lợi, đấy mới là lưỡng đoạn nhà nước. Thì cái mức độ khủng khiếp là nó cao hơn rất nhiều.
để tạo ra chính sách xét nghiệm, xét nghiệm thần cấp, thần cấp hơn nữa đấy, và các thứ là cái gì mà tạo ra chính sách để hạn chế tham nhũng, mức độ của nó cao cấp hơn nhiều đấy. Nó khác biệt ở chỗ đó. Nếu nói là biếu quà tôi cũng tốt đi, nhà báo lắm. Tôi cũng chỉ biếu may ra một tháng một lần. Nếu là nhận quà như một người làm thư ký cho ông nào đó, bộ nào đó, tôi cũng chẳng nhớ làm gì, nhưng mà tôi cũng chẳng nhớ tên họ của ông ta làm gì. Tên anh ta là Kiên, còn trẻ tôi. Nhận quà Phạm Trung Kiên rồi, tôi cảm ơn. Tại sao nhận quà tới 253 hay 59 lần mà nhận quà gì tới tới 42 tỷ? Thì cái đó là nhận quà hay là tham nhũng thưa ông? Vâng, đấy là quà tham nhũng. Quà tham nhũng. Vâng, vậy nên nó đầy đủ nhất. Ông gọi quà cũng được mà gọi tham nhũng. Quà tham nhũng thì được không? Quà tham nhũng. Nguyên tắc khi đó như vậy thì tôi đồng ý với ông. Còn nếu mà bây giờ trẻ chữ ra quà là quà, tham nhũng là tham nhũng. Còn những tôi vừa mới nói, ông hình như tôi chưa nói hết. Tôi nói có nghĩa là nếu mà ông nói như vậy thì tôi đưa cái tam đoàn luật chúng ta học ra là A bằng B, B bằng C thì A bằng C. Thì có gì tôi nói tay chưa phát hiện thì nó là quà, mà phát hiện thì nó gọi là tham nhũng. Dạ quà tham nhũng. Hả? Ông tôi thò tay tôi mà cái lọ tôi đưa cho ông 5, 7, 8, 9, 10 cái bánh, tôi lấy 20 cái bánh, thì cũng là tôi thò tay và ông ăn cái bánh như vậy thì làm sao mà chạy tội được? Phạm Bình Minh không chạy tội được. Người trợ tá cho ông là cái gì, ông gì đó lãnh hình như lãnh 16 năm tù phải không, hay là trung thân, tôi không nhớ nữa. Ông gì tôi nhớ được quá tôi nhớ rồi. Nhưng mà có cái điều này tôi hỏi nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Mình nhớ là Nguyễn Vũ Bình không dạ. Nhớ hết, chỉ có 3 người trung thân chứ. 4 người trung thân, 4 người, 3 người, cộng với cái anh được thoát án từ hình trung thân, đó là 4 anh. Nhưng mà cái chuyện nó không quan trọng cái gì, chứ chuyện tôi hỏi nhà báo này. Tôi đang tính tôi hỏi cái gì tôi đã quên mất. Có nghĩa là tôi nhớ ra rồi, có nghĩa là cái tuổi của ông, cái tuổi của tôi là hàng bậc cha bác rồi. Thì nói cho đúng là mình nói về tuổi thôi đã. Những viên chức như là Phú Trọng, là Tô Lâm hay là những cái gì đó, Tô Ân Sô gì đó cũng là bậc cha bác rồi. Những cái tay đó nó hạ cánh. Tại vì tôi biết thì sao người ta dùng cái hạ cánh giống như máy bay vậy. Máy bay hạ cánh an toàn thì đúng, còn en gian không được, không bị tù thì hạ cánh an toàn. Cái điều mà tôi nhìn thấy là tất cả những cái tay cha bác, chú bác đổ lên thì ít lắm. Chỉ có một cái tay tướng, thiếu tướng công an Nguyễn Tuấn Anh, phó chủ tịch công an Hà Nội, thì có thể là anh ta khoảng chừng 40 mấy 50 tuổi đổ xuống. Nhưng tất cả những người quan chức nhà nước ấy, nó là quan chức mà, những người làm lớn cả ấy, đều là tuổi trẻ cả. Tại sao giữa một cái thế hệ trẻ với một cái thế hệ già, tức là đi theo người đi trước à? Người đi trước ăn gian thì người đi sau cũng ăn gian, người đi trước tham nhũng người đi sau cũng tham nhũng vậy. Người đi trước có tham nhũng quà thì người sau cũng có tham nhũng quà. Có nghĩa là tất cả cái hệ thống nó làm việc như vậy. Có đúng hay không theo cái sự suy nghĩ của tôi, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Hoàn toàn chính xác, tức là nó là cơ chế rồi. Tức là ai vào đấy, anh Phan Bình Minh vào đấy thì cũng sẽ làm như vậy. Còn nếu anh không làm thì anh sẽ văng ra, nói một cách đơn giản cho tôi. Anh sẽ làm cái nhân viên kèm này đến hết đời để anh về hưu vậy thôi. Ông Phạm Trung Kiên là một ông thứ quèn cho ông phụ tá bộ gì đó. Tại sao ông sếp của ông Kiên ấy, tên là ông Tuyên, cái gì Tuyên tôi cũng không nhớ đâu, không bị đưa ra tòa, không bị cái gì cả. Tại sao Phạm Trung Kiên lại bị đưa ra tòa? Đỗ Xuân Tuyên. Dạ. Đỗ Xuân Tuyên. Dạ, tôi không biết nhiều quá như ông nói. Nhưng mà có cái đặc biệt là cái chuyến đốt lò của những quan chức còn trẻ này. Ông nói cái hệ thống nó như vậy, mình cứ nói như vậy đi. Còn cái hệ thống còn trẻ này, nếu đưa vào cái vụ đốt lò này, nói theo tiếng của người đầu bạc Tổng Bí Thư, thì người ta nói là ông càng đốt thì giòi nó càng nhiều, củi nó càng nhiều. Cái điều đó có đúng hay không? Trong một cái trận nào đó nó cũng đúng này. Thứ nhất là nó không hết được, là nó nguồn vô tận. Đấy. Nhưng mà nếu mà bảo là càng đốt nó càng đang nhiều thì có nghĩa tức là cái công nhận là nó hoa thôi, chứ không phải là nó đang đốt rồi nó tăng thêm,
cái này thực ra là nó có sẵn. Cái này anh lấy cái này anh đốt những cái kia đốt những cái này nó ra thôi. Cái này càng đốt thì nó càng ra nhiều, mà nghĩa gì nó nói như vậy. Cái này chỗ nào nó có sẵn rồi, anh cứ muốn cái này anh đốt nữa. Tất cả nó đang có sẵn hết rồi. Tất cả nó đang có sẵn hết rồi, có nghĩa là không một ai trong chính quyền, không một ai trong chính quyền, tôi không nói là chính quyền đâu, tôi gọi những người cầm quyền cộng sản, không một ai trong những người cầm quyền bây giờ, họ tỏ ra là họ thực sự chống tham nhũng, hay họ tỏ ra như danh từ đốt lò, là vì ở tôi không chuyển đề tài đâu, ở một chế độ độc tài nhà nước như ở Việt Nam, hay ở những nơi khác nó chưa gọi là cộng sản, nhưng mà ông như thế ở Miến Điện cũng về quyền lực, nó cũng đã bắt bà ông Sang Suu Kyi giam tại nhà. Rồi tất cả những nơi mà độc tài còn lại như ông thấy bên Tàu, bên Nga hay chỗ nào nữa đó, đều như vậy cả. Có nghĩa là ngày hôm nay sẽ có chuyến bay giải cứu máy bay, ngày mai sẽ có chuyến xe lửa giải cứu xe lửa, rồi nó sẽ còn ABCD nhiều nữa. Như vậy có nghĩa là tới ông khi tới khi ông chết rồi, tôi chết rồi, nó cũng vẫn như vậy phải không anh thưa? Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Hy vọng là nó không gọi, bởi vì thực ra là cái gì nó cũng phải có một cái giới hạn nào đó thôi, chứ không phải là nó mãi mãi như vậy được. Bởi vì mãi mãi như vậy được thì nó không phải là lịch sử, nó không chiếm lấy, cho nên là chắc chắn nó sẽ thay đổi. Còn cái thời điểm và cái thời gian như thế nào thì còn chờ tương lai thôi. Chứ còn không cả cái lịch sử, cả các ông như ông Phạm hay là trong bộ máy họ cũng biết như thế, nó sẽ phải thay đổi, và nó thay đổi như thế nào thì họ cũng chịu, mình cũng chịu. Không ai họ tự động xuống đâu, không có đâu. Ông thấy tôi thấy họ không tồn tại được nữa, họ không tự động xuống nhưng họ không tồn tại được nữa. Có những cái như vậy mà. Ông nói không thể là cái chuyện tồn tại của anh cũng không phải đơn giản đâu. Anh có tồn tại được nữa không chứ? Với cái cấu trúc này, với cái cơ chế này, với cái tình trạng này thì anh có tồn tại được nữa không? Nó cả một vấn đề chứ không phải là anh cứ thích là tồn tại là tồn tại đâu. Tôi đồng ý với nhà báo câu nói của ông với tôi. Nhưng tôi nói ông biết là trong Việt Nam có ông gọi là tự do trên đầu súng phải không ạ? Tự do trước đầu súng có đúng không? Vâng. Ừ. Ông chả làm gì đâu. Vâng. Ông chả làm gì được. Chắc chắn nó sẽ có. Vâng. Không cần làm gì. Không cần làm gì. Không cần làm gì. Tôi suy nghĩ của tôi là không cần làm gì. Dạ. Cái gì mình nói là không cần làm gì, mà mình nói là tuyệt đối thôi. Chứ còn ai đã chống thì phải làm cái gì rồi. Mình đã đấu tranh thì vẫn phải làm cái gì rồi. Nhưng mà mình biết được cái giới hạn, mình biết được cái mức độ. Và mình nói cái mức độ và cái giới hạn đó. Gần như là không làm được gì họ, thì tức là mình gần như là không làm gì. Đấy. Nhưng mà tôi đã nói rồi, sự tồn tại của họ đâu có phải là vĩnh viễn. Đâu có phải muốn tồn tại là được tồn tại được đâu. Có những điều gì ông nói chúng ta đều làm cái gì cả. Cái chương trình từ cánh đồng mây của tôi với nhà báo Nguyễn Đức Bình hay tất cả những người ở trong nước đều là đảng viên Đảng Cộng sản hay những người dân oan cả. Mấy chục năm nay chúng ta vẫn làm như vậy mà. Chúng ta vẫn nói, nên thực ra ông thấy là tôi chưa bao giờ tôi chửi cộng sản đâu nhá. Cũng như tôi xin lỗi ông, tôi xin lỗi cả quý khán giả đang nghe, là tôi không bao giờ tôi nói phân nó thối đâu, phân nó tự nó thối mà. Mình đâu cần phải nói phân nó thối làm gì, nhưng mà tất cả những cái điều ông nói ra ấy, tôi nói ra ấy, là những cái điều tốt mình làm, nhưng mà thực sự như thế này, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, phải không ông? Dạ. Tôi cũng chưa khó ba đời đâu. Đời bố tôi đưa vào trong miền Nam có tự do, có tiền, có đất đai, có mọi sự, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Tôi sang bên Mỹ này với cả gần, ông biết khoảng chừng, nói cho nó rộng rãi là cả thế giới này đi, có khoảng chừng 5 triệu hay 6 triệu đi, 6 triệu người Việt Nam ở ngoài cái nước Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi đều có tự do, đều hạnh phúc, đều vui vẻ cả, thưa ông. Cũng đến 2 đời thôi. Nhưng mà chắc chắn còn mấy đời chúng tôi vẫn hạnh phúc như vậy. Còn ông đối với những người Việt Nam trong nước bây giờ, ông cứ thử nghĩ là một đời người cho 100 tuổi đi. 100 tuổi đối với ông, với tôi, với tất cả những người đang sinh sống bây giờ, nó lâu lắm đấy. Nhưng mà đối với lịch sử nó chóng lắm phải không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Ông nhìn qua lịch sử của Đảng Cộng sản, ông là người Cộng sản ngày xưa, ông là người làm tờ báo tạp chí Cộng sản ngày xưa,
cộng sản đến Việt Nam như vậy là được được 70 năm, 80 năm hay bao nhiêu năm cho nó chính xác, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Vâng, chính xác là thành công từ năm 45 cho đến năm 2025 là 80 năm. Tính là chỉ là còn 2 năm nữa là được 80 năm. Đấy là nói về thành công còn đảng cộng sản ra đời từ 1930. Vâng. Ông hôm trước tôi có một chương trình là tôi nói cái gì tốt thì người ta dùng cái chữ tốt, căn bản người ta dùng đúng căn bản, cái gì nó xấu người ta dùng chữ xấu, cái chữ xấu ăn cướp thì không bao giờ, ăn cướp thì không bao giờ nó có là gọi là tốt được, phải không thưa thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Dạ vâng, đúng rồi. Vì người ta có nghĩa là những người trong đảng cộng sản, ông vừa mới nói thành công từ năm 1945. Mà thời đó đảng chính thức, đảng tuyên bố như vậy là những người lúc đó tôi chưa phải là thế lực thù địch. Lúc đó chưa có thế lực thù địch. Đảng tuyên bố là ăn cướp chính quyền. Đó là năm 1945. Rồi đến năm 1975, thực sự ở miền Nam chúng tôi đâu có mời họ giải phóng đâu thưa ông. Ông nhìn thấy cái đó mà. Thực sự là những người có trình độ trí tuệ đi vào trong miền Nam, như thầy Phạm Toàn đáng là tuổi thầy của tôi, thầy của ông đứng ông nhìn đống sách ở Sài Gòn ông khóc, mà cả đời ông ở Hà Nội nó chưa bao giờ ông đừng nhìn cái sách như vậy. Năm 1975 cái đó họ ta gọi là giải phóng, không phải ăn cướp chứ. Dĩ nhiên là ăn cướp, nó có thằng ăn cướp lớn hơn để ăn cướp. Thằng ăn cướp lớn hơn ở bên tôi là thằng Mỹ, là nó cũng khốn nạn với ông. Tôi ở nước Mỹ này, nhưng mà tôi nói với ông nghe, cái định nghĩa của tôi đối với nước Mỹ là người dân Hoa Kỳ này là xứ hợp chủng quốc Hoa Kỳ, người dân tốt lắm thưa ông, tốt lắm. Có một lần tôi đi họp ở một thành phố, người ta hỏi tôi là ông là người Việt Nam? Dạ vâng, đúng, tôi là người Việt Nam. Ông đã có một người bảo lãnh ông như vậy, ông có thể ông làm bảo lãnh như vậy được không? Bảo tôi không chắc tôi làm được như họ đâu. Là vì năm 1975 đến đây, cái người bảo lãnh cho tôi, họ đưa tôi vào cái nhà họ ở và để cái phòng ngủ chính, một căn nhà rất là sang trọng, cho vợ chồng tôi ở đó. Tôi có thể bây giờ tôi bảo lãnh cho những người ở bên Trung Đông hay đâu được, nhưng mà chắc chắn nếu vào trong nhà tôi ở không, trong có đâu thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Tôi có thể giúp tiền bạc, tôi có thể giúp về công việc được. Để ông thấy là đối với người Việt Nam chúng tôi hầu như đều như vậy cả, đều hưởng cái tình người của người Hoa Kỳ. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ tốt không? Không tốt đâu, là vì cái quyền lợi của nước Hoa Kỳ mà. Mình chỉ làm sao để mình phù hợp với cái chuyện đó thôi. Nhưng mà quay lại cái chuyện là chuyện vụ án giải cứu. Ông ở trong nước, ông là người làm báo và ông là người cộng sản. Ông nhìn thấy cái luật pháp, ông nhìn thấy cái tòa án như thế nào? Là vì tôi nghe là cái ông thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn ấy, là ông chuyên môn công an nhưng mà không làm gì cả, chuyên môn đi chạy tiền, chạy án là những người mà ngồi ở viện kiểm soát ấy, những người xử như hôm qua thứ sáu đó, đều là những người đã nhận tiền từ ông thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn này rồi cả. Mà ông thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn này rất là cầm 3 triệu đô la, biết là bao nhiêu tiền tỷ Việt Nam, nhiều lắm, cầm 3 triệu đô la. Mà chỉ tù có 5 năm thôi. Ông nhìn cái phiên tòa như vậy, đó có phải là luật pháp hay là phiên tòa bỏ túi? Đó có phải là luật pháp hay là phiên tòa theo ý mình? Hay đó có phải là luật pháp hay phiên tòa trả thù đối với điều tra viên Hoàng Văn Hưng, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Vâng, nó đều là những cái như anh nghe ra hết. Nhưng mà nó có một cái là khi tòa nó xử cái vụ án này, đồng thời là ở trên cộng đồng mạng nó cũng có cái phiên tòa công luận, và phiên tòa công luận này người ta phân tích hết mọi khía cạnh. Đấy, đầu tiên là người ta phân tích là cái tư duy nó tạo ra một cái vụ tham nhũng khủng khiếp như vậy, thì tất cả đều không nói ra hoặc nói ra để thống nhất đây là do cái cơ chế. Và theo suy nghĩ của tôi ấy, thì cái cơ chế này nguyên nhân 70%, còn 30% do các quan chức thôi. Đấy, đó là cơ chế. Đấy, dạ, nó có một cái chi tiết như thế này. Tức là cái ông tôi, cái thứ trưởng ấy, ông bảo là tôi không nghĩ nó là tham nhũng. Tại sao ông lại nói như vậy? Bởi vì cái tiền chức của ông nào mà ông nhận như vậy mà không gì cả,
Thì anh cứ cái chi như là mình đang cũng gọi chứ, nhưng mà chẳng may cái mình này nó mất đưa vào viện điểm nữa, chơi nhau ở cái mức cao nhất nó mới xảy ra cái mức khí chuyển là cả một hệ thống 5 bộ như vậy chứ. Chứ từ trước giờ mà đã một cái hệ thống 30 bộ như thế làm gì ra động đó. Đấy, hết các bộ mà, 5 bộ rồi mà. Đấy, thế thì như ông nói là từ trước giờ thì tôi vẫn là như vậy. Nhưng mà có cái gì đâu, thế thì lần nào tôi cũng đặt vậy thì tôi cũng đâu biết nó không lớn. Đấy, cho nên là cái đen của ông, như cái ông dự định với ông nói, là chỗ đen thì phải chịu thôi. Thế nên là nó làm điểm, nó chơi nhau ở sát phạt ở mức cao, cho nên cho ông bị thôi. Chứ không thì làm sao mà bị được. Đấy, cho nên là cơ chế. Đầu tiên là cơ chế. Cái thứ hai là rất nhiều người nói là những người dân bị lừa trong chuyến bay giải cứu, bị ăn chặn, bị bóp nghẹt, không hề được nhắc đến và trả được cái chi nào. Tất cả những người dân, mấy trăm chuyến bay giải cứu, dân ra là nó hàng chục nghìn người, ta trả có ai hướng lại được đồng nào. Cái phiên tòa là nạn nhân mà không có điều gì là trả được nhắc đến. Đấy. Nhắc đến cái kiểu này, sao lại ăn chặn thế nào thế kia, người nào người nọ kia thế, nhắc lại thôi, chứ anh chẳng nói là người đáng đọc như cái chuyện về cái chuyện người dân nộp ra mà thì giả cho người dân chứ. Thì đấy là cái thứ hai, là không hề nhắc đến nạn nhân không được đền bù gì cả, không được bù đắp gì cả, mà tòa án thì mang tên là tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, công an nhân dân, tất cả đều là nhân dân, mà nhân dân cả các quyền lợi gì mà nạn nhân biết luôn. Tất cả đều là nhân dân. Nhân dân không có. Vâng, còn cái chuyển nữa, tức là cái bộ lộ ra các cái quan chức này, từ công an cho đến thứ trưởng cho đến cục trưởng các thứ. Thế là thật, có lẽ là ngoài cái công việc của họ, còn ngoài cái việc tham nhũng ra họ chả biết gì. Nó ngang ngô như họ cười khóc họ, thế là họ thấy cái hồi như không biết cái gì ở đời. Đấy, thế là những con người này làm ở những vị trí chạy các cái thế. Đấy, rất là buồn. Về cái chuyện điều tra viên Hoàng Văn Hưng, tôi thì tôi cũng không tin là anh này anh không làm lần nào đâu. Nhưng cái điều là anh nghĩ là anh nhận là anh từ mét được, tức là không ai có chứng cứ để cho anh ấy, là anh lấy cái chuyện đó để anh đấu với tòa với viện kiểm sát. Đấy, chứ còn theo cái thông tin ấy, thì nó là anh 3-4 lần mà đến dưới gãy, đúng không, ở cái đường phố lộ ở nhà anh Nguyễn Văn Tấn, thì nếu mà bà trả cái đồng nào thì đời nào người ta đến người ta hướng dẫn, nó phải có chứ. Nếu như mà nó có thì chắc là không nhiều đâu, bởi vì anh kia là anh chỉ thị mà anh cho cũng nhỏ giọt thôi. Đấy. Khi mà cái này nó đến thì là có rồi. Đấy, nhưng mà cái chuyện đưa và nó giấu nhạc được. Đấy. Và nó nói cái chuyện đó để nó như vậy mà. Nó nghĩ là nó không biết là nó có nghĩ là cái việc mà chứng cứ là đối với quả đó là quan trọng hay không. Nhưng mà nó nghĩ là nó thoát được cái chuyện ấy. Nó đưa cái vấn đề đó ra. Đấy. Cho nên là ta có một cái tức là từ lý thì về lý mà về lý của tòa đó thì cái này nó nói là đúng, nó không chứng minh được, mà nó nói có thể nó lấy nhưng mà không chứng minh được. Thế thì theo các cái luật pháp mà đúng của nó ra thì không thể kết án được, không thể kết tội nó được. Nhưng mà đấy là luật ở Mỹ, ở cái châu Âu, ở trên thế giới, còn một người Việt Nam thì nó khác. Nó khác bởi vì nó chặn chứng bằng tư duy, thực ra là cái luật rừng. Đấy. Rồi nó không theo cái điều. Có chỗ thì nó chặn tính, có chỗ thì nó chặn tên. Nhưng nó theo cái luật rừng. Nhưng mà tất nhiên là nó có cái điểm là tay này là có vi phạm thứ nhất là anh đang điều tra viên. Anh đang điều tra vụ án mà anh cho hệ. Thế này cái làm lắc với cái sự phạm mà ngoài cái sự tòa. Đấy, thứ hai nữa là ngoài cái có nhận tiền. Nói thẳng như thế. Thế cho nên nói là bảo vệ
bị kết án mà có ăn hay không ăn thì mình được không ăn. Thì nó có những cái chuyện như thế. Thì tôi nêu vài cái điểm, có thể nó vẫn còn sót mấy cái nữa đấy, nhưng mà thực ra là nói chuyện đấy là nó quan trọng nhất. Người ta tức là có những nguồn tin tôi có ở trong nước, người ta còn bảo là cái phiên tòa phúc thẩm có lẽ nó còn hay hơn nữa, thưa nhà báo Nguyễn Thu Bình. Ông có nghĩ như vậy không? Tôi nghĩ là những cái gì mà nó hay ở, tức là phiên tòa phúc thẩm, theo tôi nghĩ là nó hay thêm cái chi tiết thôi. Tức là những cái gì mà lớn mà nó bộc lộ hết ở phiên sơ thẩm rồi. Có những cái ngay cả cái việc mà những cái nguồn tin tôi nói là có 99%, 95% cũng như là cái anh bạn trẻ Thái Văn Đường đã nói vậy, Nguyễn Anh Tuấn là thiếu tướng cục công an Hà Nội, ông vừa mới nói vậy, tức là anh ta là thiếu tướng nhưng mà có lẽ không biết bao giờ anh ta đã bắn một viên súng nào, viên đạn nào chưa. Nó nhỏ tuổi hơn ông với tôi mà. Nếu có bắn với người tôi hơn tuổi, anh dặn này là có về hưu, không về hưu tuổi. Ồ, tôi không biết. Tức là gần 60, trên dưới 60 rồi. 60 thì làm gì nó không có. Hơn tuổi anh. Không, chắc chắn ý tưởng tôi rồi. Ông đầu bạc với tôi còn, tôi nói đầu bạc, ông đầu bạc cũng có chọn chưa bao giờ biết cầm một khẩu súng đi vào trong miền Nam, bắn ở trong miền Nam mà. Những người như vậy làm sao nói là yêu nước được, yêu cộng sản được. Nhưng mà ông vừa mới nói, ông muốn vào đảng cộng sản, thứ nhất là ông phải học đảng cộng sản, ông phải bỏ tam vô, và thứ nhất là ông phải biết tham nhũng và chung tiền cho đủ tiền, giống như là ông thiếu tướng công an Nguyễn Anh Tuấn vậy. Nghề của ông ấy là để chỉ đi chung tiền, và trong đó mà cái điều tin tức mới nhất tôi nhận được đêm qua cũng là những người đã chung tiền cho viện kiểm soát rồi. Điều thứ nhất là ông phải làm như vậy, ông không chung tiền thì ông không vào trong cái cơ bản, cái cơ chế được theo chữ của nhà báo. Cái thứ hai là khi ông bị bắt, ông ra tòa, ông phải biết khóc không ạ? Ông phải biết khóc. Khóc càng nhiều càng tốt. Có đúng không? Nguyễn Anh Tuấn là trung tướng, là thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, và cô bồ nhí của ông ấy là Nguyễn Thanh Hằng. Việt Nam có nhiều Thanh làm nhiều chuyện nhiều lắm. Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Thanh Hằng. Hai người như hai người tình đứng khóc trước tòa, khóc như mưa vậy. Mà có lẽ khóc như vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng, ông có ngồi ông cũng khóc luôn á. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Ông mà biết khóc, ông thấy không? Người nào ra tòa ông khóc cả. Thứ nhất là dám nhảy lầu, tung cửa sổ ra nhảy lầu. Hay tự mình uống thuốc, tự mình im lặng. Thứ hai là phải khóc, biết khóc. Điều đó có đúng không thưa nhà báo Nguyễn Đức Bình? Ông theo dõi những phiên tòa ở Hà Nội mà. Vâng, rất là nhiều các quan chức khác. Nhiều các quan chức khác. Tôi có một cái đoạn video của người Việt Nam là video clip. Anh này khóc kinh khủng. Khóc không thế nào được. Nói gì chăng nữa thì đi ngược lại. Tại vì có một cái ông nào đó, có viên chức nào đó ra tòa đây còn nảy kiều nữa, còn nói chuyện kiều nữa. Thế thì tôi này cũng được, tôi lấy kiều. Hôm nay tôi nói với nhà báo Nguyễn Văn Bình là thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nó vẫn đúng cho đến bây giờ phải không thưa nhà báo Nguyễn Văn Bình? Vâng, đúng ạ. Tham dầu, chưa thấy tham dầu, vừa ăn vừa khóc. Như mưa tháng hè tôi vừa mới nói với ông vậy. Trong những ngày sắp tới, như ông nói như vậy, tức là sẽ có phiên tòa phúc thẩm, và chắc chắn sẽ có cái phiên tòa gì đó, phiên tòa gì mà chính chú đến cho mấy cái ông qua mấy mũi là gọi phiên tòa gì ạ? Thưa nhà báo. Thế là cái vụ án là Việt Á vậy ạ? Việt Á, dạ, Việt Á. Nhiều quá, nhiều án quá, tôi không nhớ hết. Ông có nghĩ là sáng mai muốn sẽ có phiên tòa án Việt Á không? Vâng, chắc chắn có, tôi bắt bao nhiêu người thì nó không có. Tôi thì nghe khác ông đấy. Tôi thì nghe khác. Nhưng mà thôi, những cái chuyện gì tôi nói, khi bất cứ một thể chế nào mà quyền mà nó tập trung lại, nó thâu tóm vào một nhóm ấy, như là đảng chẳng hạn. Đảng Cộng sản nói cho đúng bây giờ, nói cho những đứa ăn theo nữa, nó có khoảng chừng 10 triệu
10 triệu đảng viên. 10 triệu đảng viên so với 100 triệu người Việt Nam. Nhưng 10 triệu đảng viên nó có 100 triệu khẩu súng được không? Nó có nhà tù không? Có nhà tù. Những người này nó lộ quá rồi nó phải đưa vào tù để thế thôi. Chứ còn bây giờ những người khác đưa ra, tôi nghĩ là nó sẽ không xử đâu không? Nó không xử Việt Á đâu. Tôi nghĩ như vậy và người ta cho tin tôi như vậy. Tại bây giờ có những cái vụ như là... Không, tôi nghĩ thì là có lẽ xử, nhưng mà chắc có lẽ là chia thành nhiều phiên tòa. Chứ không tập trung vào một phiên tòa lớn như này. Nghe xử nó khác tai lắm. Cái điều buồn là tất cả đã làm trò hề cho cả thế giới ta nhìn thấy một cái luật pháp có theo ý của mình, luật pháp tòa theo bỏ túi của mình, luật pháp theo cái sự trả thù của mình. Quanh co đi đâu lại hơn nữa cũng là đều do ở một cái thể chế cơ bản, thể chế nó như vậy. Người lãnh đạo không được người dân bầu, người lãnh đạo không có một trách nhiệm đối với ai cả, thì có còn đảng còn mình phải không? Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, lúc ông lúc ông còn ở trong đảng đó, lúc ông làm tạp chí Cộng sản, ông có biết cái câu đó không? Còn đảng còn mình không? Hồi đó chưa có câu đó. Đến bao giờ mới có câu đó? Tôi chỉ nhớ, tôi không biết là ông có thể ông nhớ nhiều hơn tôi. Tôi không biết là Lê Đức Anh phán cái câu đó, nhưng mà tôi biết chắc là Lê Đức Thọ, người quê Nam Định với tôi phán câu là đảng là tao đây này. Nếu mà đảng là tao thì luật pháp cũng là tao đây này, có phải không? Có đúng như vậy không? Hình như Lê Đức Thọ hay là Lê Đức Anh gì đó, một trong hai tay trên chột mắt nó nói nữa thì phải. Nhưng mà nhiều người lắm đấy, ngay cả ông đó. Chắc ông nhớ ngày xưa đại tá Lê Hồng Hà vẫn lên chương trình này, ông gần nhà đại tá tránh văn phòng công an Lê Hồng Hà mà phải không? Đúng không? Dạ, cũng gần, cũng khoảng 4-5 cây thôi. Chính ông Lê Hồng Hà nói tôi như vậy nữa. Tôi hỏi ông, người ta là người chấp bậc trên tôi, người ta nói như vậy thì có cái gì để tôi phải nói, có gì tôi làm việc được. Chúng ta đã vào những giây phút chót chương trình từ cánh đồng mấy ngày hôm nay, chúng ta nói chuyện được nhiều về cái luật pháp của Việt Nam, một luật pháp rừng, một luật pháp làm trò hề cho mọi sự. Nhưng mà có một cái điều hay nữa, để trước khi tôi để tôi dành ông nói ấy, là có nhiều người nói là hôm trước ấy, cách đây 1, 2, 3, 4 hôm gì đó, ở bên Tân Tây Lan hội Việt hội bóng truyền hội bóng đá chứ nữ đấu với này hội bóng đá nữ của Hoa Kỳ, người ta chỉ sợ là Hoa Kỳ thua thôi. Người ta chỉ sợ Hoa Kỳ thua, không có nghĩa là Hoa Kỳ xấu hổ hay Hoa Kỳ yếu, là người ta sợ là nếu mà Việt Nam thắng Mỹ nó sẽ cởi chuồng nó chạy hết ở bên Tây Ban Nha, được không? Cái lần trước đây một thời gian Việt Nam nó thắng cái gì, nó giải gì đó bên Thái Lan đó, ông thấy không? Con gái đàn bà thì không nói, con gái nó cởi chuồng nó đứng trên xe, đó là văn hóa cộng sản, nó cởi chuồng đứng trên xe. Chúng ta đang gọi những phút chót của chương trình từ cách ông bây giờ hôm nay, tôi dành lại cho ông một điều nữa, tâm tình với tất cả những người trên thế giới về những điều ông biết, về tâm tình quý mến của ông đối với chương trình từ cách ông mây. Chúng ta đã làm việc với nhau rất là lâu, và khi có những cái việc mà chúng tôi cần sự hiểu biết của một nhà báo, ông ấy sẵn sàng nói lên, ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình, được không? Vâng, xin cảm ơn anh Phan Đình Minh, xin cảm ơn chú Sắn, khán giả đã theo dõi chương trình. Thì nhân tiện có lúc anh Phan Đình Minh có nói cái chuyện cái cơ chế này, cái chế độ này là nó cứ kéo dài mãi, chúng ta không làm được gì thì tôi chỉ có một ý kiến nhỏ, và tôi vẫn nhắc lại cái chuyện cái gì này, chúng ta vẫn làm làm ở trong cái mức độ của chúng ta, đấy, là chúng ta hy vọng là cái tình hình tình khá. Và chúng ta biết là như thế này, người ta cùng gốc câu, cùng tắc biến. Thực ra là trong những thời gian vừa tôi đến mãi, thì đến bây giờ thì tôi thấy là đúng là cùng rồi đấy. Thì cùng là nhiều cái chế tạo. Đến cái chế độ thì là kinh tế là cùng rồi, từ lâu rồi đấy. Thì nhiều về mặt xã hội rất ổn, tham nhũng cái thứ cũng cùng rồi. Đấy. Thì cả đối phong trào dân chủ tôi nghĩ là cũng cùng rồi.
họ bắt bớ, họ giam cầm, họ đẩy đọa bao nhiêu. Và cái phong trào nữ nói đúng là nó còn để cố để giữ. Đó. Cho nên là cái con này nó cùng rồi. Thì đến cái tôn giáo, họ kỹ hơn phá tan hết tất cả các giáo phận Sài Gòn, dòng chúa Kim Thế, rồi Hà Nội, rồi nhất là giáo phận Vinh. Đang từ cái chỗ tấn công năm 1516, sau khi đô sang đang tìm cái chỗ tấn công, một người chuyển sang chống đỡ cũng không nổi. Giáo phận Vinh về Can Lát, rồi Sài Gòn, rồi Hà Nội, rất tập tập cái cho đấy nó cùng rồi. Đấy, và tôi nghĩ là cùng tắc biến. Cho nên là tôi mới nói với câu là không phải cái chuyện tồn tại của các anh làm chuyện đơn giản, các anh muốn là được. Tồn tại là khó chứ không dễ. Cho nên là tôi vẫn tin vào cái hy vọng, vào cái tương lai, và tôi vẫn tin. Và tôi nhận định là tôi đã cùng rồi đấy. Đấy. Cho nên là tôi có xin với cái chia sẻ như vậy. Còn có thể là cái cùng, có người thì bảo chưa cùng, có người bảo cùng rồi, có người bảo cùng quá rồi. Thì thực ra là phải phân tích cái hiệu chứa cạnh. Thì tôi có một ý kiến là hẳn lợi thôi, cho nên là tôi vẫn tin tưởng. Và cảm ơn ông Phan Đình Linh cũng như là chú Phan Đạo. Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, có một cuốn tiểu thuyết Nga tôi đã được đọc. Có cái tên nó dịch sang tiếng Ta bằng Việt, tiếng Việt Nam, tôi đọc tiếng Anh được nhưng mà tôi không đọc tiếng Nga được. Tội ác và trừng phạt của một nhà nổi tiếng, tiểu thuyết nổi tiếng của Nga, đó là ông Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. Tội ác và trừng phạt, đó là tên của tiểu sách, của cuốn sách, của tiểu thuyết, là lời tố cáo mãnh liệt của từng lớp tư sản đỏ hãnh tiến dẫm đạp lên đạo đức, nhân phẩm và tài năng của con người, thưa ông. Qua gần 50 phút chúng ta nói chuyện về phiên tòa giải cứu chuyến bay, cái điều này nó chỉ diễn tả cho ông, cho tôi thấy và cho mọi người Việt Nam trong và ngoài nước thấy là chế độ và luật pháp, luật án bỏ túi, chế độ luật pháp và pháp án theo mình thích, chế độ án trả thù thì luật pháp cũng như công lý và luật pháp của cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thì nó nằm ở đâu? Câu hỏi này tôi sẽ hỏi ông để trong chuyện trình kỳ tới chúng ta sẽ nói chuyện, chúng ta sẽ bàn đến ngoảnh lại cuộc đời như giấc mộng, thưa ông, được mất thành bại bỗng chốc hóa như không. Và tôi nhắc lại là cái tâm kim với bằng ma chữ tài. Thay mặt cho toàn thể anh gia chị em trong chương trình Từ Cánh Nước Mây, chúng tôi cảm ơn nhà báo Nguyễn Vũ Bình khuya tại Hà Nội, có nhiều việc không phải làm hôm nay nhưng đã hứa với tôi là lên chương trình này để chúng ta nhìn lại những cái điều gì nào nhà báo nhìn thấy. Cầu mong mọi hạnh phúc và an lành với ông. Chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình tới. Như câu hỏi tôi vừa mới hỏi ông để ông trả lời. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại sứ Hoàng Đà Lạt 1160AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Đặc Biệt, Anh Tâm Mãi, Anh Việt Hải, Hoàng Vinh, Cô Tâm An, tất cả các thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến ngày tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một đêm thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ân lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Xin chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán giả trong chương trình kỳ tới.
tình người. Hương quê hương nhiều linh hoa đầy, nhiều không gian dần quên đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, gìn giữ lòng tâm khó phải không thể. Thank you.